Đây là giao diện của game. Đây là cái bản đồ của mình sống. Và ngay lập tức thì có một Pokemon đến gần. Và trước hết mình sẽ bắt Pokemon đó trước, rồi sau đó sẽ giới thiệu với các bạn sau. Thì các bạn có thể bật camera sau để có hình ảnh chân thực. Vâng, đây mình có thể xoay được các hướng. Nhưng mà hiện tại mình đang bật camera trước nên là camera sau nó sẽ không hoạt động, mà nó mềm không màu trắng. Nên là mình tắt camera đi, mình cho nó bắt nó đơn giản hơn mà nó không bị giật. Đây, các quả Pokemon Ball thì các bạn đẩy đẩy lên nhắm xuống Pokemon thì nó sẽ bắt. Cái xác suất bắt được thì còn tùy, tại vì chỉ số CP của Pokemon như thế nào. Và nhiều khi nó cũng né Pokemon, biết né các kiểu. Và hiện tại thì mình đang dùng Galaxy S3 thì nó chạy hệ điều hành Android 4.3. Và game cũng yêu cầu Android 4.3 trở lên hoặc là iPhone 5 trở lên. Thì đây quả đã trúng thì mình né đó. Và khi quay phim thế này thì khá giật và mình không dám quay HD, bởi vì mình thấy mình sợ nhìn chả thấy gì luôn. Còn nếu bình thường, nếu mà mình không quay phim thì chơi cũng rất mượt mà, không có vấn đề gì cả. Ok, vậy là đã bắt thành công. Vâng, thì ở đây sẽ có kinh nghiệm nhận được kẹo và một cái gì mình quên mất tên, để mình giới thiệu sau. Đây là các thông số của Pokemon như thế này, thì có trên đây có tên thì mình có thể sửa được. Ok. Bằng tên thì mình sửa thoải mái. Và trên đây là có CP, tức là chỉ số Combat Power, tức là sức mạnh của Pokemon. Và bên cạnh dấu sao sẽ là mình đưa vào danh sách ưa thích của mình. Và tiếp theo là các thể loại. Đây là cái tay của nó là Normal, cân nặng 8.56kg và chiều cao 0.35m. Dưới đây có Stardust. Thì mình bắt mỗi con thì nó đều nhận được như thế. Và ngoài ra thì có Candy, thì mỗi loại Pokemon được một loại Candy riêng. Và loại này thì mình có 7 Candy rồi. Dưới tiếp theo là Power Up, tức là mình cường hóa con này lên. Đây mình sẽ làm thử các bạn xem. Thì cường hóa thì nó sẽ tăng chỉ số CP của Pokemon lên. Đây là trứng của Pokemon đây. Hiện tại thì mình đang coi video này, nó hiển thị hơi kém. Đây khi mở ra trứng thì còn tùy. Và mình bắt được một con. Đây thì nó sẽ một con khá mới. Thì bắt được con này thì mình sẽ nhận candy, thì mình sẽ có thể cường hóa các thứ lên. Và thể loại normal, cân 5.16, chiều cao 0.43. Ở dưới power up là evo cái gì đấy. Nói chung là tiến hóa con này lên thì mình cần phải có 50 candy, hiện tại mình chỉ có 16 nên là chưa đủ. Dưới là các số thông số của Pokemon, dưới là vị trí mình bắt được. Và nếu không thích mình có thể transfer thì mình sẽ thả nó ra và mình sẽ nhận lại một candy của loại này. Okay. Vâng, ở bên tay phía dưới bên tay phải là có nearby, thì các Pokemon ở gần đây. Ở bên tay trái, phía dưới bên tay trái sẽ là thông tin của mình. Hiện tại mình level 5 và mình nhấn vào thì nó sẽ hiện ra thông số như thế này. Số tiền mình có là 90, level 5, số XP ngày bắt đầu là bao nhiêu. Và mình gia nhập team rep. Rồi tiếp theo là các quãng đường mình đi được là 11.98km và mình nhận được huy chương đồng. Vâng, ngoài ra thì còn số Pokédex, tức là số Pokemon mình đã bắt, mình đã nhìn thấy. Và cao, tức là số Pokemon mình đã bắt được. Và nó có từng mốc riêng và nó sẽ có huy chương riêng. Ở dưới đây rất nhiều loại các thứ Pokestop, các thứ này mình đạt được các mốc này mình sẽ được huy chương. Đây có đồng, bạc và sau đó sẽ lên vàng. Và sau vàng thì lên gì thì mình chưa biết. Đây có thu thập loại Pokemon này, Pokemon Steel, Pokemon Fire, Water, Grass, Eric,
Electronic, tức là Pokemon điện. Hiện tại mình chưa bắt được con nào. Đây là bộ sưu tập. Ok, tiếp theo là nhắn vào biểu tượng Pokemon ở giữa thì ta sẽ có hiện ra menu. Thì ở bên phía trên bên tay trái đây sẽ có dấu chấm hỏi là hướng dẫn cách chơi, thì các bạn sẽ đẩy Pokemon lên để nhắm trúng Pokemon và sẽ bắt được nó. Tiếp theo là các Pokestop, thì các có biểu tượng này. Thì khi Pokestop khi đến gần thì nó sẽ chuyển thành biểu tượng như thế, cái hình vuông, hình lập thể, hình lập phương nó sẽ chuyển thành hình tròn này. Các bạn nhấn vào và trong khung đó mình sẽ xoay các này để nó rơi ra các item của game. Thì mình nhấn vào các item đó để nhập. Tiếp theo là đến gym thì nó cũng có biểu tượng như thế này. Bình thường thì mình sẽ đặt 5 Pokemon của mình vào như kiểu chiếm lãnh thổ. Và tiếp theo các thao tác gym, như là nếu mà gym trống thì nhấn vào biểu tượng dấu cộng để thêm, nhấn vào bàn tay để train, và nhấn vào biểu tượng phía dưới này để combat. Và tiếp theo là cách combat thì mình sẽ đẩy Pokemon sang trái sang phải để di chuyển. Và tiếp theo là nhấn vào Pokemon để tấn công và giữ. Khi cái mức năng lượng của nó đầy thì mình có thể nhấn giữ Pokemon để dùng kỹ năng. Tiếp theo là mình sẽ vào phần setting của game. Thì setting của game thì sẽ có music, sound effect, tiết kiệm pin, thoát và nút hướng dẫn và các thông tin về trò chơi. Phía dưới đây phiên bản là 0.27.3. Rồi, ok, tiếp theo là mình sẽ vào giao diện của Pokédex trước. Thì đây là giao diện của Pokédex. Thì ở trên đây sẽ cao, tức là số lượng, số loại, số chủng loại mình đã bắt được là 28. Và mình đã nhìn thấy được 30 loại. Nhìn thấy 30 nhưng mà chỉ bắt được 28. Ví dụ như ở giữa màn hình ở bên tay phải là các loại như thế này thì mình đã thấy, mình chưa bắt. Còn các loại có số không thế này thì mình chưa thấy mà cũng chưa bắt. Hoặc là các loại có hình thế này thì mình đã thấy và mình đã bắt. Và trên tổng số các loại Pokemon là 143 loại, và số lượng này có thể mở rộng. Tiếp theo sẽ là item trong game. Item trong game thì đây là item mình đang cầm. Thì hiện tại thì có hồi máu, hồi 20 máu, 50 máu, 200 máu, hồi full máu. Còn cái revive này thì trước giờ mình chưa dùng bao giờ. Tiếp theo là đến cái lucky egg này thì nó sẽ tăng kinh nghiệm khi mình bắt Pokemon, và mình sẽ dùng cái này. Thì nó sẽ đây, nó sẽ có biểu tượng đây, một cái như này dùng được 30 phút. Và tiếp theo sang item tiếp theo là Incense này, thì nó sẽ tạo ra mùi hương và thu hút Pokemon đến gần. Nó cũng một cái dùng thấy được 30 phút. Tiếp theo đến Pokemon thì cái này dùng để bắt, loại này loại thường thì khá là dễ kiếm và có bán trong shop. Tiếp theo là loại lure pass này thì mình sẽ đặt vào các cái Pokestop, cũng có tác dụng để thu hút Pokemon đến gần. Và đến berry này là khi mình bắt con nào có thì mình cho nó ăn để dễ bắt hơn. Tiếp theo camera, và tiếp theo là các củ đựng trứng. Đây là giao diện trong shop. Shop thì hiện tại đang beta nên người ta tặng vàng miễn phí. Còn khi hết beta thì có tặng hay không thì mình không biết. Tại vì tiền này mình không biết kiếm từ đâu ra, thì thấy người ta toàn tặng thôi. Thì một ngày được hơn 2.000. Đây là các loại danh sách người ta bán. Người ta bán số lượng ít. Trong item của mình nhiều cái nó không bán trong đây và có thể nâng cấp. Thì nâng cấp thì có thể nâng cấp cái này lên để tăng số lượng Pokemon mình có thể mình giữ lên được 50, tăng thêm 50, và tăng nâng cấp túi để tăng số lượng item mình giữ lên 50. Tiếp theo là cái danh sách Pokemon mình đang cầm. Đây, Pokemon mình đang cầm thì có con này mình cao nhất là 745. Thì mình cũng chưa gặp con nào cao hơn. Thì mình vẫn có thể cường hóa cho nên mắc cái dòng trên ở trên này. Hiện tại là CP là 745. Còn loại này thì khá khủng. Đây vị trí bắt các thứ. Và mình cường hóa con này lên. Rồi.
lên 809 rồi. Còn, và còn các cái như con tiếp theo này có CP 659 thì hiện tại nó có biểu tượng màu đỏ thì mình đang đặt nó tại gym, cho nên là nó có biểu tượng như vậy. Thì khi combat thì mình không thể dùng, chỉ sử dụng những con mình đã đặt tại gym. Thì dòng xanh ở dưới thì có con dòng xanh, con dòng trắng, tại sao dòng xanh tức là hiện dòng sinh lực, và dòng trắng tức là sinh lực nó đã hết, tức là mình mang đi, nó đi combat thì mình thì nó hết máu thì mình phải dùng các item để hồi máu như thế này, và mình sẽ hồi mắc máu cho một từng hơi tí, khoảng 50 thôi. Và ví dụ mình hồi cho con này, đây, và nó sẽ hồi phun máu lên cho các bạn. Còn một số con thì nó không thể cường không thể tiến hóa lên được, nó chỉ có thể cường hóa như con này, hoặc là một số con thì nó cũng vừa có thể cường hóa vừa có thể tiến hóa như con này. Đây, con này vừa có thể cường hóa vừa có thể tiến hóa lên, và sau khi tiến hóa lên thì nó sẽ trở thành con này. Một con như thế này thì tiếp tục mình có thể tiến hóa nó lên được tiếp nữa, và đương nhiên thì số lượng candy tiêu tốn càng nhiều. Cùng một chủng loại thì candy nó dùng như nhau. Và sang giao diện trứng ở đây thì mình có thể đặt các cái hũ như thế này, thì nó tính bằng quãng đường mình đi. Thì con này cần 5 km để nữa thì mình có thể đặt nó các cái hũ trứng vào như thế này. Thì một số hũ trứng nó bán trong shop thì nó tốn tiền, còn một số loại thì dùng vô hạn như thế này. Đây, nó work to hard 6S. Và một lúc thì chỉ đo được 3 loại như thế này thôi. Ok. À, trong Pokemon cần gì nữa không nhỉ? Thì ở bên phải đây con chữ CP đây, thì hiện tại nó sắp xếp theo loại CP, mình có thể sắp xếp theo lượng máu cũng được. Đây thì nó sẽ sắp xếp từ lượng máu từ nhỏ đến lớn như thế này. Ok, mình sẽ cho bạn xem. Thì mình sẽ cho nó ăn cái diary này để nó bắt một cái đơn giản hơn. Thì hiện tại thì mình không bật camera sau, tại vì mình đang bật camera trước thì cũng có một video mình bật camera cho các bạn xem, thì các bạn có thể xem tại channel của mình. Như con này thì chỉ số khá thấp thì mình có thể không cần nó, có thể thả nó luôn lại cũng được. Ok, vậy là mình nhận lại được candy và con. Và tiếp theo mình sẽ tiến lại gần đây, hai cái Pokestop nó gần nhau này. Thì mình sẽ tiến lại gần. Đây. Trong đây là sẽ có hình ảnh của cái vị trí như thế để cho các bạn dễ tìm. Và mình cũng thấy nhà phát hành thì khá là cầu kỳ khi nó lại bị làm ở vị trí. Các bạn đợi một chút cho nó định vị. Đây là vị trí gym của mình. Thì là vị trí cũng như vị trí đánh dấu lãnh thổ thì mình đặt một con nó tại đây. Thì sẽ có nút bên phải mờ mờ đây, bên cạnh dấu X ấy, thì dùng để vào đó mình train, tức là tại vì vị trí của mình đặt đã có thể đặt là train đặt Pokemon khác của mình vào. Rồi. Rồi thì
hai camera cùng một lúc. Theo như thông tin nhà phát hành thì người ta còn bán thêm một cái đeo tay trong tầm khoảng gần 35 đô thì cái đó không cần cũng được. Nó chỉ là một thiết bị trang trí và kết nối Bluetooth để mình có thể kết nối với điện thoại của mình một cách đơn giản. Và con này chỉ số khá cao, mình sẽ thử nó lại. Ok, và đây rồi, mình nó đã định vị đến đây thì nó sẽ có lại bị mất hình, lại bị lạc rồi. Rồi đây các bạn xem thì nó sẽ có ảnh vị trí như thế này. Và xin lỗi các bạn tại vì tốc độ mạng nó hơi kém, và thực ra thì máy mình hơi kém, để gây hình và thu âm chất lượng cao thì cần một nó lại bị chạy quá rồi. Mạng mình thì dùng hết tốc độ cao rồi thì tốc độ chậm nó khá là khó để chơi. Còn và game này thì dung lượng cũng không phải lớn, chỉ ở khoảng 100 MB thôi. Và nếu mình không coi phim thì chơi khá mượt mà, không vấn đề gì. Đây là biểu tượng này cũng đắt khá là lâu. Một cầm một số con này, có nút phía trên bên tay trái này, mình có thể bỏ nó điện được. Mình không thích cầm nó thì nó nút cho nó bỏ đi. Rồi ok, mình đã định vị đúng được vị trí của chỗ này. Rồi mình sẽ chỉ cho các bạn thấy cái hình ảnh mà người ta chụp thì mình thấy nhập phải người ta đã khá cầu kỳ thì chụp khá nhiều nơi, những nơi mà có vị trí đặc sắc thì người ta sẽ chụp. Tiếp theo là trước hết mình sẽ xoay cái này để nó rơi item. Các bạn sẽ đợi một khoảng thời gian sau mới tiếp tục xoay tiếp. Và mình sẽ đặt cái này vào đây. Cái này có tác dụng như cái nâng mùi hương thì nó sẽ tăng thu hút Pokemon lại gần đây. Thấy gần đây thì có hai cái liền thì khá là tiện để lúc rảnh rỗi mình có thể đi thu thập Pokemon. Đây. Khi có Pokemon thì khi thấy Pokemon bên cạnh thì nó sẽ rung lên để phát hiện mình thấy. Để mình chỉ một vị trí trống. Đây, cái gym này trống này. Thì nó sẽ có như thế này. Thì góc trên bên trái bình thường nó sẽ hiện ảnh của cái vị trí đó. Nhưng mà do mạng mình khá là chậm thì mình có thể đến đây. Cái nút tới bên tay trái đây để mình đặt Pokemon mình vào. Thì nếu mà chưa có ai đặt thì mình cũng không cần phải tranh giành đánh nhau với ai cả. Mình cứ thế mà đặt vào thôi. Còn nếu mà có người đặt rồi thì mình có thể đánh nhau. Và mình sẽ vị trí đó sẽ trở nên trống và mình sẽ có thể đọc video đặt Pokemon của mình rồi. Đây nó đã hiện ảnh của vị trí này rồi, đây khá xa cho mình đang đứng. Đây nó lại bị lạc vị trí rồi. Thì game thì đại khái nó là vậy. Thì nếu có câu hỏi nào thì các bạn có thể comment ở phía dưới video này để mình sẽ làm một video khác để giải đáp cho các bạn sau cũng được. Game này thì đi càng xa thì càng có lợi thôi. Và level thì hiện tại thì mình level 5 thì
level càng cao thì cảm mở khóa được càng nhiều loại item mới. Và xin chào các bạn. Vâng, thì buổi hướng dẫn của mình chỉ sơ qua đến đây thôi. Vì tại chất lượng mạng và máy mình không được cao cho lắm cho nên hơi khó khăn trong việc ghi. Thì có ý kiến, câu hỏi gì thì xin các bạn comment dưới video. Xin chào các bạn.